phản ứng của Ngô Kiến Huy khi bị hỏi việc Isaac hôn Khổng Tú Quỳnh. Bị dân mạng hỏi về việc Isaac hôn Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy đã không lơ đi mà trả lời bằng cách khá khôn ngoan, khéo léo, không gây ảnh hưởng tới ai. Đám cưới thế kỷ của Đông Nhi và ông Cao Thắng đã khép lại được vài ngày. Song những câu chuyện xoay quanh lễ cưới vẫn được bàn tán rôm rả, đặc biệt là về dàn sao đình đám tham dự. Không chỉ là những khoảnh khắc xúc động khi Noo Phước Thịnh, Trấn Thành hay Isaac khóc trong lễ cưới, mà còn là những hình ảnh lầy lội của dàn nghệ sĩ khi quậy hết mình tại bữa tiệc. Bên cạnh đó, một số hình ảnh khác cũng đáng chú ý không kém mà đến hôm nay Nazen mới được nhìn thấy, đó là khi Isaac bạo gan hôn Khổng Tú Quỳnh tại đám cưới. Ngay sau khi lan truyền, cư dân mạng đã không ngừng bàn tán, thậm chí còn chờ đợi người trong cuộc lên tiếng, bao gồm cả Ngô Kiến Huy, người yêu cũ của Khổng Tú Quỳnh. Các nghệ sĩ quậy hết mình tại đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Isaac hôn Khổng Tú Quỳnh trước mặt nhiều người. Cụ thể, loạt ảnh được chia sẻ trong một group đông thành viên thì Isaac đã có hành động khá táo bạo khi hôn một cô gái tại đám cưới. Nazen ban đầu bán tín bán nghi khi không thấy mặt cô gái được Isaac hôn. Song sau khi nhìn kỹ trang phục, kiểu tóc lẫn dáng vóc thì ai nấy đều khẳng định đó là Khổng Tú Quỳnh. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý của Nazen, mặc dù hơi sốc một chút, song nhiều Nazen đã nhanh chóng lên tiếng trấn an rằng nụ hôn của Isaac dành cho Khổng Tú Quỳnh chỉ là hôn má thôi, chứ cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Ngô Kiến Huy bị hỏi thăm và màn đáp trả cực thông minh. Được biết, ngay sau khi tấm ảnh được lan truyền, thì cộng đồng mạng đã không ngừng bàn tán, thậm chí chờ đợi phản hồi của những người trong cuộc. Mới đây nhất, một cư dân mạng đã không ngại để lại bình luận bằng hình ảnh Isaac hôn Khổng Tú Quỳnh trên trang cá nhân của Ngô Kiến Huy, đồng thời gắn thêm câu hỏi dành cho nam ca sĩ: anh Huy có thấy khúc này không? Tưởng đâu Ngô Kiến Huy sẽ làm lơ câu hỏi, nhưng không, nam ca sĩ nhanh chóng trả lời: ối mắt tôi, mà anh bận hôn chú rể rồi, hi hi. Bình luận của Ngô Kiến Huy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen của Nazen, khi anh không những không gây bất kỳ sự khó xử nào cho tình cũ mà còn khá hài hước, dí dỏm, và tất nhiên là nam ca sĩ đã qua cửa một cách dễ dàng. Bình luận của cư dân mạng và câu trả lời của Ngô Kiến Huy khiến nhiều người thích thú. Được biết, bình luận này của Ngô Kiến Huy sau đó cũng đã được xóa đi, khiến cộng đồng mạng cho rằng có thể nam ca sĩ không muốn ầm ĩ thêm về chuyện này. Cư dân mạng nói gì? Tuy khen ngợi cách trả lời của Ngô Kiến Huy, song không ít cộng đồng mạng lại ném đá người đặt câu hỏi, bởi người dùng mạng này cũng thật quá vô duyên khi để lại hình ảnh và câu hỏi nhạy cảm như vậy. Dù sao, chuyện cũng đã là quá khứ. Việc một vài dân mạng vào tận trang cá nhân của nghệ sĩ hỏi han về tình cũ vẫn là điều không hay và không được fan ủng hộ. Cùng xem qua một vài bình luận của fan nhé. Ngô Kiến Huy cũng biết cách trả lời quá đi, bạn kia hỏi đúng là vô duyên ghê luôn ấy. Hình như hôm đó Khổng Tú Quỳnh với Ngô Kiến Huy cũng né nhau thì phải. Chuyện cũng là quá khứ rồi, mấy bạn cứ thích lôi lại là sao nhỉ? Nghệ sĩ cũng biết buồn chứ sao có thể hỏi thẳng như vậy được. Cái đứa đăng tấm hình với câu hỏi có duyên chết liền, rảnh vậy thì lo làm ăn học hành đi, tối ngày soi chuyện đời tư người ta không à. Cũng chỉ là hôn má thôi mà mấy bạn cứ rần rần lên chi không biết. Vô duyên thấy sợ luôn, Ngô Kiến Huy hiền đó, phải mình là chửi cho to đầu rồi.